Xin chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Ước mơ của em ngày hôm nay. Trước khi để chia sẻ với quý vị ước mơ mà Mai Phương đã lựa chọn thì Mai Phương sẽ tả chút xíu về nhân vật ngày hôm nay. Đây là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương nhưng lại có một tấm lòng vô cùng rộng mở và đáng yêu. Và người bạn đó là bạn Dương Thiên Kim. Bạn ấy có ước mơ rất đáng yêu là tự tay mình có thể làm quà nè, làm bánh nè, tặng cho các bạn trẻ nghèo khó hơn mình. Và món bánh mà bạn ấy lựa chọn cũng rất là đặc biệt. Và đây cũng là một món khoái khẩu của chị Phương nữa đó. Thôi thì muốn biết đây là món bánh gì thì chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Chờ cô bé nhân vật chính của chúng ta từ sáng tới giờ mà cũng chưa có gặp nữa. Nãy giờ cũng có hỏi thăm mấy bạn rồi nhưng mà không phải là nhân vật chính của chúng ta. Không biết là mấy phút nữa sẽ gặp được cô bé đây. Chị, anh chị ơi, chị có phải là mẹ của bé Thiên Kim không ạ? Chào con, cô là hiệp sĩ Kim Thoa đến từ chương trình Ước mơ của em. Thì hôm bữa trước thì cô cũng có nhận được thư của con gửi về cho chương trình. Ngày hôm nay thì ước mơ của con sẽ là gì ta? Ước mơ của con sẽ là từ thiện, làm bánh, mua sữa cho các em ở sữa trẻ trẻ mồ côi. Rồi, thôi vậy con đi ha, trưa về ha. Trước tiên mình muốn mua một cái gì thì tất nhiên là mình phải có tiền đúng không? Thường thường thì các bạn nhỏ ở nhà rất là hay để dành tiền, con có để dành không? Dạ có. Có hả? Được bao nhiêu con biết không? Dạ con không biết xài tiền. Không biết xài tiền? Dạ. Được một nhiều vậy ta? 40. Ừ, 40 ngàn thì tất nhiên là mình sẽ mua được một ít sữa rồi. Dạ cô, con muốn mua sữa cho mấy nhà em ở trẻ trẻ, trẻ mồ côi. 40 ngàn mua được bao nhiêu lốc không? Con mua được một lốc với hai hộp. Ước mơ của con là từ thiện, con muốn tặng cho mấy em mấy hộp sữa để uống. Cô có thể dẫn dắt cho con được không? Chị có tặng cho con hai hộp. Rồi, chào chị, em cảm ơn nhiều ạ. Chỗ này rất là nhiều cô chú bán chuối. Ước mơ con từ thiện để giúp các em từ trẻ mồ côi. Con hết tiền rồi, chú có thể con có thể làm một công việc chú tặng chú với con đúng chú. Bây giờ mình cứ thử nghiệm làm bao nhiêu này trước nha.
Vậy thì bây giờ con ra con hỏi cô bán chuối chiên á, bây giờ mình phải đi chiên cái này ở đâu? Dạ con mượn cái chảo với lò vi ba nha con. Lò vi ba không phải, phải là bếp ga nha con. Dạ. Lò vi ba là lò nướng cho nên mình không có nướng được ha. Dạ. Chiên cẩn thận khỏe phỏng nha, con sẽ cho con mượn đi được. Vậy thôi. Bình thường nó sẽ có một cái lớp bột bao ở ngoài, cái này sao nó không có vậy nhỉ? Đây. Chạy hơn mượn cô một miếng chú chiên qua coi thử làm mẫu không con. Con cho con mượn miếng chú chiên nha con. Con thấy cái giống không? Sao miếng chuối của mình kỳ quá vậy? Sai cách rồi, bột thì cũng chắc có lẽ là bị loãng quá nên khi mà mình chiên thì bột nó không có dính vào được ở trong miếng chuối chiên rồi. Hai cô cháu làm chưa có đúng, bột còn loãng quá, thấy không? Cho nên khi mà cái miếng chuối chiên nó sẽ bị không dính lại cái phần bột, các miếng chuối là không có dính phần bột, trong khi chuối của cô đắp lên nó sẽ có bột nó dính lại. Tức là bột mình phải pha nó dẻo dẻo như thế. Đúng rồi, nó sẽ có cái độ sánh như thế này để bột nó còn bám được vào mình miếng chuối. Điều thứ hai nữa là chuối con dùng chuối này không phải. Chuối này chỉ để mình nấu chín ăn, nó là một dạng chuối sáp. Mình không để nó chiên chuối này được. Khi mình thấy chuối chiên á thì mình phải mua loại chuối nó đã chín. Nó phải chín thì nó mới ngọt. Còn nếu mà nó chưa chín thì nó sẽ ăn nó rất là chát. Bây giờ thì không làm được nữa rồi sao đây? Con có thể giúp đỡ con sẽ đỡ cái bột chuối của con cho cô, sau đó cô có thể giúp con làm. Bây giờ cái bột chuối của con á, thứ nhất là cô cũng không sử dụng được vì chuối đó chuối sáp cô không sử dụng được. Tuy nhiên là vì con giúp các bạn nghèo trẻ mồ côi cho nên thôi thì bây giờ cô giúp con nha. Giờ con phụ cô chiên ha. Rồi. Thăm chúng ta. Mình tên là Dương Thiên Kim, hôm nay mình đến trẻ trẻ một coi để giúp mấy bạn. Mình tên gì? Đạt. Mình tên gì? Dạ. Hả? Dạ. Bây giờ con có đến những cái nơi giống như thế này chưa? Chưa. Chưa hả? Khi mà đến rồi thì con thấy các bạn nhỏ ở đây như thế nào? Rất là tội nghiệp. Tại vì các bạn đâu có ba mẹ đâu, đúng không? Hy vọng là có một ngày nào đó thì cô hiệp sĩ sẽ đưa Thiên Kim đến đây một lần nữa để làm từ thiện, nhưng để giúp đỡ các bạn về những cái món quà nó có thể là khác hơn ngày hôm nay. Có
Con đồng ý không? Quý vị và các em thân mến, như vậy là cô bé Thiên Kim của chúng ta ngày hôm nay cũng đã hoàn thành ước mơ của mình. Mặc dù đó cũng chỉ là những món quà đơn giản và nhỏ nhoi thôi, nhưng mà đó cũng là cả một tấm lòng của em. Và nếu như quý vị và các bạn cũng như các em nhỏ, nếu như mà mình cũng muốn tham gia vào chương trình thì hãy đăng ký vào chương trình ước mơ của em nha. Và đến đây thì chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau nha. Như vậy là các em đã đoán ra được đây là món bánh gì rồi đúng không nào? Và đây là món chuối chiên rất là quen thuộc, nhưng mà theo cái cách gọi cũng rất là dễ thương của Thiên Kim, đó là món bánh chuối chiên. Và quả thật là chị Mai Phương phải nói là một cái sự hâm mộ, một cái sự đặc biệt dành cho bạn Thiên Kim, là bởi vì đây là món chị Mai Phương cũng rất thích nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm thử. Nhưng mà riêng Thiên Kim thì chị thấy rằng em rất cố gắng, kiên nhẫn và cũng rất là quyết tâm làm món bánh chuối chiên mà em mong muốn để tặng cho những người bạn của mình. Và chị tin rằng khi lớn lên Thiên Kim sẽ trở thành một cô bé nhân hậu và đáng yêu hơn nữa nhé. Và các bạn nhỏ của chương trình cũng vậy. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chị Mai Phương xin chào và hẹn gặp lại các em vào những ước mơ của kỳ sau nữa.